Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 340 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tiên Nghịch của tác giả Nhị Căn. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ở bên trong vòng xoáy kia, Vô Lâm không ngừng hấp thu sức mạnh của không môn. Đào sát lục bổn nguyên thứ 6 trong cơ thể hắn đã hoàn toàn quá trình dung hợp cuối cùng với cả thân thể. Ngay sau khi mà hoàn thành quá trình dung hợp này, tu vi của Vô Lâm từ không linh sơ kỳ đã tăng lên tới không linh trung kỳ. Ngay khi mà đạt tới không linh trung kỳ, Vô Lâm giơ tay phải chỉ vào trong vòng xoáy không môn kia. Ở trong tay hắn, sức mạnh không môn kia không ngừng ngưng tụ lại. Lôi đình ầm vang, thiểm điện lấp loáng từ bốn phương tám hướng mà lao tới. Một thanh kiếm lôi đình xuất hiện ở trong tay của Vô Lâm. Thanh kiếm này chỉ dài có 7 tấc, nhưng chính là một bảo vật bổn nguyên do Vô Lâm sau khi mà phá vỡ không môn, sau khi mà không môn sụp đổ, dùng sức mạnh không môn kỳ dị bên trong vòng xoáy kia mà ngưng tụ thành. Cũng giống như là sát lục kiếm của Thanh Thủy năm đó, thanh kiếm này dài 7 tấc chính là do lôi đình bổn nguyên, đạo bổn nguyên thứ nhất của Vô Lâm ngưng tụ mà thành, hoặc cũng có thể nói nó chính là lôi đỉnh bổn nguyên. Thanh kiếm thứ hai thì chính là hỏa bổn nguyên. Trong lúc mà giơ tay phải lên thì dưới một lượng lớn không môn lực từ trong vòng xoáy tiết ra, hỏa diễm kiếm xuất hiện. Thanh kiếm thứ ba là nhân quả kiếm. Kiếm này dung hợp sự minh ngộ đối với cả nhân quả suốt cả đời của Vô Lâm, lơ lửng ở trước người Vô Lâm phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Thanh kiếm thứ tư là sinh tử kiếm. Khi mà kiếm này xuất hiện, thiên địa chấn động, hai luồng khí hắc bạch lượn lờ, cuối cùng hóa thành một thanh đoản kiếm cũng dài 7 tấc. Thanh kiếm thứ năm là chân giả kiếm. Nhưng sức mạnh kỳ dị ở bên trong vòng xoáy không môn kia có hạn. Sau khi mà trợ giúp Vô Lâm ngưng tụ ra 4 thanh kiếm trước đó thì mơ hồ đã có dấu hiệu tiêu tan. Cùng với lúc đó thì từ phía tận cùng của tinh không mơ hồ truyền đến một tiếng gào thét trầm trầm. Đây chính là khí tức của thiên kiếp. Hai mắt Vô Lâm lóe lên. Hắn đã biết lúc này sau khi phá vỡ không môn, thiên kiếp sẽ tới, cũng là thiên kiếp mạnh nhất mà hắn sẽ gặp phải trong suốt cuộc đời này. Nhưng Vô Lâm không có một chút sợ hãi nào cả. Ánh mắt bình tĩnh, thân thể tiến về phía trước, duỗi hai tay hướng về phía vòng xoáy không môn đang chuẩn bị tiêu tan kia, kéo một cái. Bị hắn kéo ra thì vòng xoáy này chấn động, càng có nhiều sức mạnh không môn từ bên trong điên cuồng mà tiết ra hơn. Dưới sức mạnh không môn vô biên này, chân giả kiếm bất ngờ ngưng tụ thành hình. Thanh kiếm thứ 6 là sát lục kiếm. Kiếm này không phải là được Thanh Thủy tặng cho, mà là Vô Lâm tự mình ngưng tụ thành. Ngay khi sát lục kiếm này thành hình, vòng xoáy do không môn biến thành bắt đầu tiêu tan, không thể cưỡng lại được nữa. Sức mạnh không môn này cực kỳ huyền diệu. Nó chẳng những có thể giúp tu sĩ dung hợp bổn nguyên, khiến cho thân thể tu sĩ giống như phàm nhân trúc cơ, mà còn có thể ngưng tụ bổn nguyên thành pháp khí. Sức mạnh này Vô Lâm không biết đến từ đâu, càng không hiểu được rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng mà hắn biết được là sức mạnh không môn kỳ dị này là thứ cực kỳ là khó mà có được. Cả đời của tu sĩ có lẽ cũng chỉ có được trải nghiệm một lần. Một khi biến mất rồi thì rất có thể sẽ không còn cơ hội xuất hiện lại lần nữa. Thậm chí thì khí tức này mơ hồ còn có thể khôi phục pháp bảo. Điều này từ khả năng có thể từ trong bổn nguyên ngưng tụ ra pháp khí thì có thể thấy được. Giờ đây trong lúc ngẩng đầu, ngay khi mà vòng xoáy không môn kia sắp sửa tiêu tan, Vô Lâm giơ tay phải lên đột nhiên chỉ về phía vòng xoáy này, sử dụng tu vi to lớn của bước thứ 3 không linh trung kỳ thi triển ra định thân thuật. Dưới một chỉ này từ trong miệng Vô Lâm phát ra một tiếng quát khẽ. Định. Định thân thuật. Vô Lâm sau khi đạt tới bước thứ 3 đã hiểu rất rõ được bản chất. Không chỉ có khả năng định thân mà hết thảy vạn vật trong thiên địa dưới một chữ định này cũng đều phải dừng lại. Một chữ định phát ra, vòng xoáy kia lập tức truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này truyền vào trong tai tu sĩ bốn phía giống như một tiếng gào thét phẫn nộ. Từ xưa tới nay, phàm là tu sĩ khi mà đối diện với cả không môn đều có một sự kính sợ. Cho dù là phong tôn năm đó cũng giống là như vậy. Và trên thế gian này cũng chỉ có một mình Vô Lâm dám ở trước mặt vòng xoáy không môn này mà thi triển định thân thuật. Nếu là trước khi mộng đạo
thì Vương Lâm cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng sau khi hắn mộng đạo, hắn đã có khí thế của bậc đại nho. Hắn hiểu rõ đạo lý của thiên địa, nhìn thiên địa, nhìn hết thảy sinh linh giống như là những con kiến. Đây thực sự không phải là kiêu ngạo, mà là một sự bình đẳng với cả thiên địa vạn vật. Tồn tại hay không tồn tại, hoàn toàn không có sự bất cứ sự khác nhau nào. Hắn không hề kính sợ, chỉ có ánh mắt bình tĩnh như mặt nước. Giờ đây một chữ định khiến cho vòng xoáy khổng lồ kia ầm ầm dừng lại. Định thân thuật này tuy mạnh, có thể khiến cho vạn vật dừng lại, nhưng ngay khi mà khóa vòng xoáy kia lại, lập tức liền xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể tiến về phía trước, hướng vào sâu bên trong vòng xoáy, vung mạnh tay phải lên, hóa thành một lực hút cực mạnh, đem sức mạnh không muôn vô tận, vốn không phải thuộc về hắn, vốn sẽ không lan ra từ bên trong, giờ đây hút ra vô số. Tiếng ầm ầm từ trong vòng xoáy kia truyền ra ngày càng kịch liệt hơn, giống như là tiếng rít gào phẫn nộ vậy. Dường như đối với cả hành động này của Vương Lâm đã có một sự bất mãn. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng có thời gian đâu mà để tới chuyện này. Sau khi hấp thụ càng nhiều không môn lực, hắn giơ tay phải lên mở ra cái khe chữ Phật, lấy ra xạ thần xa năm đó đã bị hủy diệt biến thành đốm sáng. Mắt thấy sức mạnh không môn càng ngày càng ít đi, mắt thấy vòng xoáy kia sắp sửa hoàn toàn tiêu tán, Vương Lâm giơ tay phải lên tung một trào. Sáu thanh bổn nguyên kiếm nhất thể bay ra, lao thẳng sâu vào bên trong vòng xoáy, triển khai những đợt tấn công kinh thiên. Đây là những pháp khí do bổn nguyên của Vương Lâm biến thành, mỗi một lần tấn công đều là toàn lực của bức thứ ba toàn năng. Trong tiếng ầm ầm đó, bên trong vòng xoáy kia bị đảo lộn, bị Vương Lâm mở to miệng hút mạnh một hơi. Với bản tính thôn hồn của hắn, hắn lại một lần nữa hút ra một lượng lớn sức mạnh không môn không thuộc về mình. Và theo sức mạnh không môn này lao ra, thanh quang thuẫn kia đã hấp thụ đủ, đã hoàn toàn khôi phục thành hình. Vương Lâm trong lúc hưng phấn lại vung tay phải lên, mảnh vỡ tấm giáp cổ tay của cổ thần đã được hắn lấy ra. Sau khi mà hấp thụ sức mạnh không môn, mảnh giáp này cũng trở lại trạng thái hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Trong tiếng cười dài, Vương Lâm giơ tay phải lên, sau khi nắm lại, lại hướng sâu vào bên trong vòng xoáy kia lại đánh mạnh ra một quyền. Trong tiếng ầm ầm đó, vòng xoáy kia đột nhiên tan vỡ. Nhưng mà ngay lúc nó tan vỡ thì một ý chí không thể nào hình dung được từ bên trong vòng xoáy đang sụp đổ kia khuếch tán mà ra. Ý chí này mạnh mẽ kinh thiên, sau khi xuất hiện không ai có thể phát hiện ngoại trừ một mình Vương Lâm. Và theo cảm nhận của hắn, ý chí này dường như là sinh linh đầu tiên được sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai. Như thể hết thảy mọi thứ trong tinh không của giới nội giới ngoại đều là từ trong ý chí này mà sinh ra. Nếu đổi lại là trước đây, Vương Lâm chắc chắn sẽ hoảng sợ mà lùi lại. Nhưng mà lúc này từ trên người hắn bộc phát ra một khí thế vô biên của bậc đại nho đương thời. Nhìn thiên địa cũng chỉ như con kiến, sao có thể bị ý chí này khuất phục được. Hôm nay mượn sức mạnh không môn của ngươi, ngày sau Vương Mỗ chắc chắn sẽ báo đáp. Thanh âm của Vương Lâm vang lên, bên trong thân thể hắn ngoài khí thế vô biên bộc phát ra, thiên nghịch châu trong tâm thần của hắn cũng đột nhiên chuyển động. Ý chí từ bên trong vòng xoáy đang sụp đổ lao ra hướng thẳng tới Vương Lâm, va chạm với khí thế của thân thể hắn, khiến cho sắc mặt Vương Lâm có chút tái nhợt. Nhưng thân thể hắn cũng không hề lùi lại một chút nào, mà vẫn đứng sừng sững nhìn chằm chằm vòng xoáy kia. Ý chí từ bên trong vòng xoáy truyền ra thực tế không hề có lực công kích, nhưng lại có một sức trấn áp. Và dưới sự trấn áp này thì tất cả sinh linh đều phải khuất phục, nếu không sẽ bị trấn áp tan vỡ thân thể, tan vỡ tâm thần, tan vỡ đại đạo. Nhưng muốn trấn áp được Vương Lâm cũng không thể thành công được, bởi vì khí thế đại nho vô biên của Vương Lâm là sự minh ngộ đối với cả thiên địa, nhìn hết thảy mọi thứ như nhìn những con kiến, là chúng sinh bình thẳng, vì thế có thể dễ dàng chống lại được ý chí kia. Và ngay trong khoảnh khắc này, thiên nghịch châu trong tâm thần của Vương Lâm đột nhiên xoay tròn, giống như thức tỉnh hấp thụ ý chí kia một cách tham lam. Ý chí kia ngay khi chạm vào Vương Lâm liền lập tức thu lại. Và ngay khi nó thu lại, thiên nghịch châu cũng ngừng xoay tròn. Và trong khi ý chí kia thu hồi lại, thì mơ hồ ở bên tai Vương Lâm có một thanh âm tang thương vang lên. Vạn vật đều do ta biến thành, ta sẽ chờ đợi ngươi báo đáp. Khi mà thanh âm này tiêu tan, sức mạnh không môn kỳ dị so với vừa rồi còn nhiều hơn vô số lần, điên cuồng mà tiết ra, dung nhập vào trong mảnh giáp bảo vệ cánh tay cổ thần, khiến cho mảnh giáp này ngay lập tức khôi phục lại như cũ. Vương Lâm giơ tay phải lên túm vào khe chữ Phật. Lần này được hắn lấy ra là một cây phiên đã bị tàn phá.
Cây phiên này ngoài Thiên Nghịch Châu thì chính là pháp bảo có ý nghĩa quan trọng nhất mà hắn có được trong suốt cuộc đời. Vật này tên là Thập Ức Tôn Hồn Phiên. Cây phiên này năm đó là hắn được Độ Thiên tặng cho, rồi sau đó chia ra một phần để lại chỗ của Thập Tam. Ở trong tay hắn chỉ là một vật bị tàn phá. Nhưng mà lúc này sau khi mà hấp thu sức mạnh của không môn vô biên kia, Thập Ức Tôn Hồn Phiên này liền bộc phát ra một khí tức cực mạnh. Sau khi Thập Ức Tôn Hồn Phiên này được chữa trị, sức mạnh không môn kia lập tức co rút lại, tiêu tan khỏi thiên địa. Vòng xoáy không môn tiêu tan. Lúc này Vương Lâm đứng giữa tinh không, tóc bạc tung bay. Trong mắt trái của hắn có ẩn chứa ngọn lửa, trong mắt phải có ẩn ký thiểm điện, và trên mi tâm của hắn, ngoài tinh điểm cổ thần, còn có ba vạch thẳng. Ba vạch thẳng này ở giữa là nhân quả, bên trái là sinh tử và bên phải là chân già. Còn sát lục bổn nguyên đã dung nhập vào trong hồn của hắn rồi. Vậy là bước thứ ba. Lúc này hắn đã chính thức tiến vào bước thứ ba không linh trung kỳ. Hắn đã trở thành bậc toàn năng của thiên địa. Nhắm hai mắt lại, Vân Lâm yên lặng quan sát thân thể của chính mình. Hồi lâu sau khi hắn lại mở mắt ra, hắn nhìn thấy ở trong lòng bàn tay phải của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một đồ hình rất là kỳ dị. Đồ hình này thì hắn không có gì xa lạ cả, bởi vì đó chính là Vạn Không Cốt Môn, cánh cửa thứ 6 mà hắn đã phá vỡ lúc trước. Vạn Không Cốt Môn này giống như là một biểu tượng chậm rãi ngưng tụ ở trong tim của Vân Lâm, cuối cùng là khắc sâu ở đó. Trong lúc cúi đầu quan sát, trên Chu Tước Tinh cách đó không xa, mấy ngàn tu sĩ kia nhất tề bay ra. Đám người Nam Vân Tử và Tư Đồ Nam ở phía trước đang muốn hội ngộ với cả Vương Lâm. Nhưng mà thần sắc của Nam Vân Tử đột nhiên có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tinh không ở đằng xa. Bởi vì tiếng gào thét dầu dĩ từ xa chuyển lại kia khiến cho hắn trong lòng nổi lên những suy đoán. Đúng vào lúc này thì tiếng gào thét dầu dĩ trong tinh không ở đằng xa kia đã chuyển đến càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xa, ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm. Hắn muốn nghênh đón thiên kiếp, hắn muốn xem thiên kiếp này so với trước kia sẽ như thế nào. Tư Đồ Nam, chúng ta sẽ hội ngộ sau. Lúc này thiên kiếp đã tới, đợi sau khi ta phá tan thiên kiếp này, chúng ta sẽ uống rượu với nhau. Quả nhiên là thiên kiếp mà. Ánh mắt Nam Vân Tử sững lại, thân thể dừng lại giữa tinh không, vung tay áo ngăn cản mọi người ở phía sau tiến tới. Tư Đồ Nam nhìn Vương Lâm đang đứng giữa tinh không ở đằng xa, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Thiên kiếp, năm đó lão phu phá vỡ không môn, cũng có thiên kiếp tới. Vương Lâm, hắn... Tư Đồ Nam nhìn về phía Nam Vân Tử, thấy được Nam Vân Tử cũng mang theo một vẻ lo lắng. Việc tu luyện cả đời của Phong Tôn có ẩn chứa ý niệm nghịch tu. Nếu đã được xưng là nghịch tu, vì nghịch tu mà thành đạo, thì trong thiên địa sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Đây là những lời đồn từ xa xưa truyền lại. Cả đời lão phu cũng đã từng nhìn thấy vài lần. Phong Tôn đời trước cũng là nghịch tu đó. Ánh mắt Nam Vân Tử nhìn về tận cùng tinh không ở đằng xa, chỉ thấy ở nơi đó một đám sương mù đang gào thét dầu dĩ như quặn lên sóng lớn ầm ầm mà đi tới. Đám sương mù kia nối liền thành một dải vô biên vô hạn. Từ đằng xa trong tinh không càng ngày càng tới gần. Gần như chỉ sau khi mấy ngàn tu sĩ giới nội lùi lại 10 nhịp thở, thì tiếng ầm ầm dầu dĩ kia liền hóa thành một thanh âm như là hàng vạn lôi đình gào thét ở bên tai mọi người. Cùng với lúc đó, theo sương mù vô tận bao phủ, một sức mạnh thiên địa rất là lớn không cách nào hình dung được, như hóa thành vô số bàn tay vô hình, theo sương mù quần quận quét ngang ra phía ngoài. Mấy ngàn tu sĩ giới nội kia, thậm chí bao gồm cả Nam Vân Tử cùng với cả đám người Tư Đồ Nam, tất cả đều dưới lực đẩy khổng lồ này mà thân thể không ngừng lùi về phía sau, ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng. Lúc này tiếng ầm ầm ngập trời. Đám sương mù kia trong lúc quần quận quét ngang ra, thậm chí ngay cả Chu Tước Tinh dường như từ xưa tới nay cũng chưa từng rời khỏi quỹ đạo, cũng bị đẩy ra, thoát khỏi quỹ đạo, bị thổi vào trong tinh không. Từ xa nhìn lại thì cảnh tượng này cực kỳ là kinh người. Và theo đám sương mù kia khuếch tán, trong phạm vi trăm vạn trượng trong tinh không, toàn bộ đều bị sương mù tràn ngập. Ngoài Vương Lâm ra thì không còn bất cứ một tu sĩ hay là một tu chân tinh nào cả. Trong đám sương mù trăm vạn trượng này, chỉ còn lại một mình Vương Lâm. Nhìn cảnh tượng thiên địa tinh không khó tin này thì đám tu sĩ giới nội thần sắc lo âu. Nhất là Tư Đồ Nam nhìn chằm chằm vào đám sương mù ở đằng xa, sắc mặt âm trầm. Hắn rất muốn tới trợ giúp, nhưng mà trong thiên kiếp này có ẩn chứa lực bài xích rất là lớn.
khiến cho hắn hiểu rõ lúc này thiên kiếp xuất hiện giữa thiên địa, nếu không phải là người nghênh đón thì rất khó có thể tới gần nửa bước. Tất cả phải một mình Vương Lâm gánh chịu. Phong Tôn thân là nghịch tu, nếu như có thể vượt qua thiên kiếp lần này, tu vi sẽ được củng cố, với thân phận là thiên địa toàn năng, sẽ là người đứng đầu trong đám tu sĩ chúng ta. Nam Vân Tử thị thào giống như là tự nói, nhưng cũng giống như nói với đám người Tư Đồ Nam. Mọi người đều trầm mặc. Ở chỗ xa hơn thì ở một hướng khác trong phạm vi bượng sương mù bao phủ, lúc này từ trong tinh không có một người đi ra. Người này mặc áo tím, là một lão già. Lão già này thần sắc ngưng trọng, nhìn đám sương mù quẩn quận kia, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tiễn khí mạnh quá, hắn quả nhiên đã tìm ra được mũi tên kia. Năm đó lần đầu tiên gặp người này, tu vi của hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba. Không ngờ hắn lại có tới được 6 đạo bổn nguyên. 6 đạo bổn nguyên. Một đạo bổn nguyên đã có thể trở thành toàn năng. Sau khi hợp nhất 6 đạo bổn nguyên, người này đã vượt qua không niết, trực tiếp đạt tới không linh trung kỳ. Với tu vi quán lại thêm mũi tên kia nữa. Lão già này chính là Chiến Lão Quỷ. Lão trầm ngâm ít lâu, ánh mắt nhìn về phía đám sương mù kia, lại ẩn chứa một vẻ quỷ dị không thể nói lên lời. Vạn không cốt môn sao? Chiến Lão Quỷ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay phải của hắn, không ngờ trong một đám mơ hồ cũng xuất hiện một biểu tượng. Và biểu tượng này chính là một cánh cửa. Cánh cửa này cũng giống như là trong lòng bàn tay của Vương Lâm vậy, toàn bộ đều là vạn không cốt môn. Chẳng lẽ hắn chính là người thứ ba hay sao? Chiến Lão Quỷ nhíu mày nói thầm. Lúc này ở trong thái cổ tinh thần, ở một tinh không hư vô tối đen, có một cung điện khổng lồ lơ lửng. Cung điện này cũng có một màu đen trôi nổi trong màn đêm, dường như cùng với màn đêm dung hợp lại với nhau. Bên trong cung điện này có một vài giá nến, trong từng trận tiếng tách tách rất là nhỏ, những ánh nến này cháy lên lúc sáng lúc tối. Ánh lửa u ám không thể chiếu sáng cả đại điện, nhưng mơ hồ cũng có thể thấy rõ một chút. Ở trung tâm của đại điện có một cái giếng, ở bên cạnh giá nến, bên cạnh giếng có một người mặc hắc bào đang đứng. Người này thì Vương Lâm rất là quen thuộc, hắn chính là Trưởng Tôn. Hắn cúi đầu nhìn vào mặt nước trong giếng, không thấy rõ thần sắc. Hắn giơ bàn tay phải khô héo vuốt nhẹ lên ngọn nến ở bên cạnh, nhẹ nhàng chạm một cái. Ngọn nến kia lập tức tắt ngấm, hóa thành một đám khói xanh bốc lên, đồng thời đem thân thể người mặc hắc bào này ẩn giấu vào trong bóng tối. Hắn sao lại khó giết như vậy chứ? Lần đầu tiên là La Mộng ngăn cản, lần thứ hai vốn có thể giết được, nhưng cuối cùng không ngờ chủ nhân lại xuất hiện. Chủ nhân đúng là điên rồi, với tính cách của hắn không ngờ lại tới cứu Vương Lâm. Thanh âm thì thào khàn khàn từ trong bóng tối truyền ra, dần dần trở nên vặn vẹo, giống như là Trưởng Tôn này có một chút khủng hoảng không thể khống chế. Cây cung của Lý Quảng cùng với cả mũi tên kia nhất định là cũng do chủ nhân dùng huyết mạch mới có thể khiến cho Vương Lâm thật sự thi triển được, mà không phải chịu lực bài xích. Chủ nhân, không được. Lúc này tuy hắn đã bị điên, nhưng khi nào hắn khôi phục lại trí nhớ, hắn nhất định sẽ trừng phạt ta. Nhưng lúc đó hắn đã bị trọng thương, bị thiên đạo nuốt lấy mất tích. Ta phải làm thế nào đây? Ta phải làm thế nào đây chứ? Ngoài khuất phục thất thải, ta còn có thể làm gì được chứ? Thân mình Trưởng Tôn ở bên dưới lớp hắc bào như là đang run rẩy. Hắn ngẩng mạnh đầu hướng về phía đại điện không có ai, thấp giọng gào thét. Ở trong Triệu Hóa tinh vực, nơi này đã bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ hoàn toàn. Ở phía nam của tinh vực này có một đống đổ nát, có vô số đá vụn. Những đá vụn này có lớn có nhỏ, trong đó có một tảng đá to chừng khoảng 10 trượng. Tảng đá này trôi nổi trong tinh không. Ở trên đó vào lúc này có một lão già mặc áo trắng đang khoanh chân ngồi. Lão già này tóc trắng như tuyết, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Trên mi tâm của lão có một huyết điểm. Huyết điểm này dường như đã hoàn toàn dung hợp với cả lão, thoạt nhìn mà thấy giật mình. Trong lúc khoanh chân ngồi, lão chậm rãi mở hai mắt, giơ tay phải lên đặt trước mắt. Sau khi tính toán một chút, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Vương Lâm rốt cuộc cũng đã đạt tới bước thứ ba. Đại kế mà Lão Phu sắp đặt mấy vạn năm cũng đã bắt đầu rồi. Ngày này Lão Phu đã đợi từ rất lâu rồi. Đồ Nhi,
ngươi cũng đừng làm cho vi sư phải thất vọng. Lão già áo trắng kia mỉm cười, thần sắc cực kỳ ung dung, dường như từ xưa tới nay lão vẫn luôn là như vậy. Lão chính là kẻ đã mất tích nhiều năm, Thiên Vận Tử. Và lúc này ở trong Côn Hư tinh vực, đám sương mù bao phủ trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ có một người nghênh tiếp tồn tại ở trong thiên địa. Ở trung tâm đó, Vương Lâm một thân áo trắng, hai mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong đám sương mù ở phía trên hắn, lúc này sương mù vẫn còn ẩm ẩm xoay tròn, mơ hồ có vô số ngân xà tứ tán, hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này vô tận, giống như là một cái miệng lớn. Ta có một câu hỏi. Trời, tại sao lại có tư cách sáng kiếp nạn xuống ta? Hôm nay, ta chính là người nghênh đón, cũng là người đối diện với cả thiên địa này mà phá tan kiếp nạn. Vô Lâm giơ tay phải lên, quét mạnh lên bầu trời. Lôi kiếp, nhân danh Vương Lâm ta, hãy nổi lên. Vô Lâm không biết được là trước đây đã từng có người nào giống hắn hay không. Khi gặp phải thiên kiếp, với một tâm trạng thoải mái, với một tinh thần ung dung bình tĩnh nghênh đón kiếp nạn mà thiên địa đang giáng xuống kia, hắn cũng không biết là những năm tháng sau này liệu có người nào làm giống được như hắn hay không. Hắn không thể biết được. Hắn chỉ biết một điều, đó là vào lúc này hắn muốn triệt để đối phó với cả thiên kiếp, chấn áp thiên kiếp, đem thiên đạo mà từ trước tới nay hóa thành không để trừng phạt chúng sinh. Giờ đây hắn muốn trừng phạt thiên kiếp này. Cảnh tượng này là trận chiến giữa thiên kiếp và thiên kiếp. Cảnh tượng này từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện tại giới nổi. Và theo hai chữ lôi kiếp truyền ra từ khỏi miệng Vương Lâm, ở bên trong tinh không bị sương mù bao phủ trong phạm vi hàng trăm vạn dặm này, trong lúc vòng xoáy vô tận chuyển động ở trên không trung kia, dưới từng đạo ngân xà màu xanh giận dữ tợn, ở trong đám sương mù này, mắt phải Vương Lâm đột nhiên lóe lên ấn ký, hào quang vạn trượng quần quận lóe ra. Và trong thời gian ngắn, liền có mấy đạo thiểm điện cũng từ trong mắt phải Vương Lâm lóe lên, và từ trên mặt hắn cũng lan ra khắp toàn thân, cuối cùng chạy lên tới cả mái tóc bạc quắn. Tiếng ầm ầm vang vọng, từ xa nhìn lại, Vương Lâm lúc này toàn thân như mặc một chiếc áo lôi đình, giống như một bậc quân vương của lôi đình vậy. Trong tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, chỉ thấy vòng xoáy trên không trung chuyển động ngày càng kịch liệt. Lôi đình vô tận trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng quanh vòng xoáy nhất thể ngưng tụ lại trung tâm của vòng xoáy. Thanh quang lóe lên chói mắt. Ở phía tận cùng của thanh quang kia thì kiếp thứ nhất ở trong thiên kiếp bức thứ ba lần này của Vương Lâm, lôi kiếp, ầm ầm xuất hiện. Thanh quang kia xuyên qua đám sương mù trong vạn dặm. Từ ngoài nhìn vào, đám sương mù này gần như bị nhuộm thành màu xanh. Thoạt nhìn cũng có một chút hùng tráng, nhưng mà cũng khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi. Và ở trong mắt Vương Lâm, từ trong đám thanh quang kia ngưng tụ ra một đạo thiên lôi lớn chừng khoảng vạn trượng. Nó từ sâu bên trong vòng xoáy lóe ra, mang theo một khí tức xa lạ, nó không thuộc về thế giới này. Nó từ trên cao giáng xuống, lao ra khỏi vòng xoáy, trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc mà lao thẳng tới Vương Lâm, giống như là một con ác long màu xanh giãy giụa gào thét hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Nó muốn nuốt lấy Vương Lâm, muốn hủy diệt Vương Lâm, ngăn cản những toàn năng bức thứ ba tồn tại trong thiên địa này. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vòng xoáy sương mù ở trên bầu trời, nhìn lôi đỉnh màu xanh lan ra xung quanh vòng xoáy đang chuẩn bị giáng xuống mình kia. Hai mắt hắn lóe lên. Hôm nay Vương Mỗ muốn lấy thiên kiếp để chống lại thiên kiếp. Kiếp thứ nhất gọi là lôi kiếp của riêng ta. Ngay khi mà Vương Lâm nói ra những lời này, lôi đình thiểm điện tràn ngập toàn thân hắn ầm ầm bộc phát, hướng về bốn phía điên cuồng mà khuếch tán. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời phía trên Vương Lâm có một ấn ký thiểm điện cũng lớn hàng vạn trượng xuất hiện. Ấn ký thiểm điện này hoàn toàn không giống với cả thiên kiếp màu xanh kia. Nó có màu đỏ, đỏ thẫm như máu. Tia chớp màu đỏ này vừa hiện ra, lập tức tản mát ra hồng quang vô tận, hóa thành lôi kiếp của Vương Lâm. Lôi kiếp màu đỏ này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, sương mù quặn lên, cả Côn Hư của tinh vực ầm ầm chấn động. Vương Lâm giơ tay phải lên, chỉ vào đạo thiên lôi màu xanh đang gào thét lao tới mình kia. Lôi kiếp màu đỏ của hắn lập tức lóe lên, bất ngờ cũng hóa thành một đạo thiên lôi mà lao thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này quả thực cực kỳ là kinh người.
Nếu như là từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy rõ ràng hai đạo thiên lôi màu xanh và đỏ theo hai hướng trên dưới với một tốc độ cực kỳ là kinh khủng, trong tiếng gào thét ầm ầm ngày càng gần, ngày càng gần. Cảnh tượng này khiến cho người khác nhìn thì không rõ rốt cuộc cái nào mới là lôi đình thiên kiếp. Thậm chí còn có ảo giác hai đạo lôi đình này toàn bộ đều là thiên kiếp. Đồng thời thì cũng sẽ khiến cho người ta không thể phân biệt được rốt cuộc đây là thiên kiếp trừng phạt Vương Lâm hay là Vương Lâm trừng phạt thiên kiếp này. Bên trong đám sương mù trong vạn dặm, ngay lập tức thì hai đạo thiên lôi va chạm vào nhau. Tiếng ầm ầm va lên ngập trời. Thiên đạo lôi đỉnh màu xanh kia cùng với cả lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm trong nháy mắt đụng vào nhau, bắt đầu triển khai công kích kịch liệt. Giống như hai đạo lưu tinh đang không ngừng đối kháng, cắn nuốt lẫn nhau. Trong tiếng ầm ầm, đạo thiên lôi màu xanh tiêu tan với một tốc độ nhanh chóng. Không tới vài nhịp thở đã thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng chừng mấy ngàn trượng. Dưới lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm không thể tiến về phía trước được mà chậm rãi bị cắn nuốt. Nhưng mà đúng vào lúc này thì vòng xoáy sương mù ở trên không trung đột nhiên nghịch chuyển, xoay mạnh về phía ngược lại. Trong lúc nó chuyển động, tiếng ầm ầm lại vang lên, lại có một đạo thiên lôi màu xanh ầm ầm mà lao tới, cùng với cả đạo thiên lôi lúc trước dung nhập với nhau, hướng thẳng đến lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm. Cũng không phải chỉ có một đạo, mà đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến đạo thiên lôi thứ 9 gần như đồng thời hạ xuống. Sau khi mà dung hợp với nhau, giống như là vô biên vô hạn vậy, lôi đỉnh như nước từ bên trong vòng xoáy chảy ra, muốn hủy diệt cả thế giới này. Lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm dưới đạo thiên lôi màu xanh đột nhiên bạo tăng này thì đã lập tức nhanh chóng mà tiêu tan. Một xung lực ẩn chứa sức mạnh lôi đình hướng về phía xung quanh quấn đi, quấn động sương mù quét ngang ra bốn phía, khiến cho đám người Tư Đồ Nam ở bên ngoài đám sương mù trong tiếng ầm ầm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà cảnh tượng này cũng không thể khiến cho chiến lão quỷ ở phía kia có một chút biến sắc. Thần sắc lão ta rất là bình tĩnh, dường như lão đã nhìn ra hết thảy, khẽ lắc đầu. Hắn không thể là người thứ ba được. Nếu hắn đúng là người thứ ba thì sẽ không như vậy. Thôi, có lẽ ta đã nhầm rồi. Ta đã rất là mất thời gian tìm người này vô số năm, làm sao có thể dễ dàng tìm ra được như vậy chứ. Trong khi mà than nhẹ, chiến lão quỷ này ánh mắt đang nhìn về phía đám sương mù, thần sắc có chút ảm đạm, như đã mất hết hứng thú, xoay người muốn rời khỏi. Nhưng mà ngay khi mà lão ta xoay người chuẩn bị bỏ đi thì đột nhiên lão kêu lên một tiếng, xoay mạnh người lại, vẻ thất vọng trong hai mắt lộ ra hào quang sáng ngời đến cực điểm. Bởi vì chỉ thấy Vương Lâm ở sâu bên trong đám sương mù, một đầu tóc bạc không gió mà phất phơ. Khi mà lôi kiếp màu đỏ kia tiêu tan, ngay khi mà khí tức to lớn vô cùng mang theo sự hủy diệt và vẻ xa lạ khuếch tán ra, ầm ầm tàn phá, thì thân thể hắn liền tiến về phía trước. Và dưới một bước này, thân ảnh Vương Lâm liền tiêu tan. Lúc hiện ra thì bất ngờ đã ở bên dưới của đạo thiên lôi màu xanh vô tận đang từ trên trời giáng xuống kia. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía đạo thiên lôi màu xanh vô biên vô hạn kia mà nhẹ nhàng đánh ra một trường. Lôi đình không biết từ đâu tới kia, vương mẫu ta đã cảm ngộ lôi bổn nguyên, là chủ nhân của tất cả lôi đình trong thiên địa. Ngươi hoặc phục tùng hoặc tan vỡ. Thời gian tại khoảnh khắc này dường như ngừng lại, cảnh tượng đã trở nên vĩnh hằng. Và trong cảnh tượng kia, Vương Lâm tóc bạc tung bay, một tay chạm vào đạo thiên lôi màu xanh do 9 đạo thiên lôi hợp thành, ngăn cản đạo thiên lôi này giáng xuống. Ở phía trước của đạo thiên lôi màu xanh kia, thân thể Vương Lâm nhỏ bé vô cùng, nhưng mà bàn tay của hắn khi mà chạm vào đạo thiên lôi màu xanh kia giống như đã bắt được linh hồn của nó. Thần sắc bình tĩnh, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn cảm nhận được sự bất khuất cùng với cả tiếng gào thét của đạo thiên lôi ở trên bàn tay, cảm nhận được sự giãy giụa phản kháng, cảm nhận được sự sợ hãi đến từ đạo lôi đỉnh kia. Ta đã hiểu, ngươi muốn bị hủy diệt sao? Vương Lâm mở hai mắt nhẹ giọng nói, đồng thời tay phải hướng về phía đạo thiên lôi màu xanh kia vung lên. Dưới một cái vung tay này, đạo thiên lôi màu xanh kia ầm ầm chấn động, bỗng nhiên ở trước mặt Vương Lâm tan rã. Nó như hóa thành vô số tinh quang màu xanh trực tiếp khuếch tán, giống như là vô số đốm lửa màu xanh trong lúc khuếch tán chậm rãi biến mất. Vương Lâm đứng ở trong đám thanh quang đang liên tục tiêu tan kia, thân ảnh của hắn có vẻ hơi mơ hồ, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy ở xa phía trên, giơ tay phải chỉ lên. Theo ý của ta, lôi kiếp hãy nổi lên trừng phạt thiên địa.
Đột nhiên từ trong hư vô bên trái Vương Lâm, một đạo lôi kiếp màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, trong tiếng ầm ầm lao thẳng tới vòng xoáy trên bầu trời. Cùng với lúc đó, đạo thứ hai, thứ ba, rồi vô số lôi đình lấy Vương Lâm làm trung tâm từ bốn phía xung quanh hắn nhất tề lao ra, vừa xuất hiện đã ầm ầm bay lên. Trong nháy mắt thì vị trí của Vương Lâm như trở thành một lôi vực. Từng đạo lôi đình kia từ 10 đạo đã lên trăm đạo, cuối cùng thành mấy vạn ầm ầm mà lao đi. Hàng vạn vạn đạo xích lôi trừng phạt thiên kiếp. Mấy vạn xích lôi nhất thể chuyển động, phá vỡ khoảng cách mà lao thẳng tới vòng xoáy ở phía trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn thì những đạo lôi đình này đã tới gần, trực tiếp nhập vào bên trong vòng xoáy. Tiếng nổ kinh thiên động địa nhanh chóng được vang lên. Từng đạo lôi kiếp của Vương Lâm không ngừng nhập vào, khiến cho vòng xoáy trên không trung càng lúc càng mỏng manh, gần như chuẩn bị tan vỡ. Và cuối cùng trong một tiếng nổ kinh thiên, vòng xoáy đang chuyển động kia đột nhiên tan rã, tiêu tan ở trước mặt Vương Lâm. Nhưng vẫn chưa kết thúc, bởi vì vào lúc này, ở chỗ vòng xoáy kia tiêu tan, liền xuất hiện một cái khe khổng lồ. Cái khe này dài chừng khoảng vạn trượng. Một tiếng gào thét dầu dĩ từ bên trong truyền ra, chỉ thấy một tòa lầu các bốn góc giống như một tế đàn chậm rãi từ trong cái khe hiện lộ. Khi mà nó xuất hiện, tiếng gào thét kia lại càng thêm rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt thì tế đàn bốn góc này đã chui ra một nửa, lộ ra hai góc, khiến cho Vương Lâm nhìn thấy được ở chính điện của tế đàn này có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi. Ở bốn phía thân ảnh này còn có cắm bốn thanh kiếm. Theo ý của ta, hỏa kiếp nổi lên, tiêu hủy thiên địa. Đầu hình ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm đột nhiên lóe lên. Liệt hỏa hừng hực trực tiếp khuếch tán, vờn quanh người Vương Lâm hình thành một ngọn lửa thiêu đốt. Theo tay trái của Vương Lâm chỉ lên bầu trời, ngọn lửa tràn ngập khắp người hắn hướng về bốn phía mạnh mẽ mà khuếch tán. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Tốc độ khuếch tán của nó chỉ dưới một ý nghĩ của Vương Lâm đã hoàn thành. Lúc này hắn đứng trong ngọn lửa, trong phòng vạn bi mấy vạn dặm đều là biển lửa thiêu đốt. Và theo một chỉ của Vương Lâm, biển lửa mấy vạn dặm này ầm ầm bốc lên với một khí thế như là thiêu cháy cả bầu trời, lao thẳng lên không trung. Trong nháy mắt này, ngay cả sương mù ở xung quanh cũng gần như là bốc cháy, bị ánh lửa chiếu rọi. Cái khe vạn trượng ở trên bầu trời cũng bị ngọn lửa này hoàn toàn đốt lấy. Không giống như là lôi đình ầm vang, thanh âm tanh tách của ngọn lửa thiêu đốt lúc này liên tiếp nhau, sức nóng quần quận hướng về bốn phía mà quấn đi. Vô Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, vung tay áo, thân thể tiến về phía trước, trực tiếp xuất hiện trong biển lửa trên bầu trời, tới gần bên cạnh tế đàn bốn góc đã lộ ra một nửa ở bên trong cái khe kia. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp hướng về phía thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi trên tế đàn kia cách không nhấn ra một cái. Và ngay khi cái nhấn này tới, tay hắn liền nắm lại thành quyền, giống như bắt lấy cái gì đó. Nhân quả ấn. Mở bàn tay là nhân, nắm lại là quả. Nhân quả ấn vừa hiện ra, tế đàn bốn góc ở bên trong cái khe kia lập tức chấn động toàn thân. Hai góc kéo dài ra ngoài cái khe kia, dưới chấn động này còn phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy hai cái góc tế đàn kia trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết nứt, đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nổ tung, dấy lên một gợn sóng hướng về bốn phía quách tán ra, bị ngọn lửa tiêu đốt, hóa thành một đám khói đen. Nếu chỉ có hai góc tan vỡ thì cũng chưa phải là kinh người, mà tế đàn này dưới một cái ấn cách không đánh tới của Phương Lâm thì chẳng những hai góc vỡ tan mà ngay cả bốn thanh kiếm cắm xung quanh thân ảnh mơ hồ ở trung tâm tế đàn dưới một chảo này của Vương Lâm cũng lập tức run rẩy, phát ra những tiếng vù vù như là kêu cứu. Bốn đạo khí tức mờ ảo như là những làn khói từ trên bốn thanh kiếm này dường như bị một trường của Vương Lâm rút ra vậy, mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng mà thần thức có thể cảm nhận được thấy điều đó. Bốn đạo khí tức kia ngay khi rời khỏi bốn thanh kiếm này liền lao thẳng tới tay phải Vương Lâm. Ngay khi bay vào trong lòng bàn tay bị của Vương Lâm, bị hắn nắm chặt ở bên trong. Sau bốn đạo khí tức này tiêu tán, thì bốn thanh kiếm năm đó đã khiến cho Vương Lâm có chút kiêng kỵ, lập tức mất hết cả ánh sáng, giống như thể bây giờ chỉ là sắt bình thường, không còn một chút linh khí nào nữa. Nhưng hết thảy những chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Nhân quả ấn lúc mở ra lúc nắm lại, nhân quả ở trong tay, hết thảy bổn nguyên của mọi vật đều khó thoát khỏi lòng bàn tay. Thần thông này quả thực cực kỳ bá đạo, hạng người tầm thường thậm chí ngay cả tư cách để né tránh cũng không có. Ngay cả bậc toàn năng bước thứ ba như nam tử áo xanh kia cũng dưới một ấn nhân quả này của Vương Lâm mà hoảng sợ thất thần. Tế đàn bốn góc kia trong lúc chấn động kịch liệt,
giống như có một đạo khí tức từ bên trong bị rút ra vậy, run rẩy mạnh mẽ, từng vết nứt giống như là mạng nhện trong nháy mắt tràn ngập cả tế đàn. Hết thảy những chuyện này nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong cái nháy mắt. Vương Lâm đã nắm chặt tay phải, hai mắt lóe lên hàn quang. Hủy diệt. Hai chữ kia vừa ra khỏi miệng thì bên trong tế đàn phát ra một tiếng ầm vang kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm vang vọng này, một nửa tế đàn còn chưa kịp lộ ra kia đột nhiên tan vỡ. Vô số mảnh vỡ quặn lên dường như hóa thành một cơn lốc xoáy tròn. Những cơn lốc này gần như vừa mới nổi lên liền lập tức bị biển lửa xung quanh nuốt sạch sẽ. Một tiếng gầm nhẹ từ bên trong tế đàn sụp đổ kia bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi kia ngẩng mạnh đầu. Thân thể hắn tiến về phía trước, đi ra khỏi tế đàn bị nổ tung. Ở trong biển lửa đột nhiên lóe lên, lao thẳng tới Vương Lâm. Thân ảnh này thủy chung vẫn còn mơ hồ. Mặc dù từ trong biển lửa lao ra, nhưng thủy chung thì cũng không được nhìn thấy rõ bộ dạng. Chỉ nhìn thấy trong một màn hư ảo, thân ảnh này giơ tay phải lên, thì thào giống như nói nhỏ, giống như là thi triển thần thông, khiến cho tay phải người này lập tức tràn ngập một đám hào quang màu vàng, và ngay khi tới gần Vương Lâm liền vỗ ra một trường. Sinh. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, không hề né tránh, tay áo vung lên. Tay trái hắn vươn ra có bạch khí lượn lờ, sức sống vô hạn, trực tiếp đối trưởng với cả thân ảnh đang lao tới kia. Lòng bàn tay của hai người cách không, dưới một trường này tiếng nổ vang lên ngập trời. Thân ảnh kia trực tiếp thân thể chấn động, đạp đạp lùi lại phía sau mấy bước. Nếu chỉ có sức sống bình thường thì sức công phá thực sự không lớn, nhưng Vương Lâm đã minh ngộ được sinh tử. Một trường ấn chứa sức sống quán cũng là một phần của sinh tử ấn. Sức sống ở trong trường thứ nhất chính là để đưa vào một dấu ấn để hóa thành sự tử vong. Tu vi chỉ có như vậy mà cũng dám ra tay với Vương Mỗ sao? Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thân ảnh đang lui về phía sau kia. Hắn giơ tay phải lên, hắc khí tràn ngập. Ngay khi mà tới gần thân ảnh kia liền đặt một trường trên ngực của hắn. Tử. Ngay khi ấn xuống, hắc khí lượn lờ trên tay phải hắn điên cuồng chui vào trong cơ thể thân ảnh kia, dẫn động sức sống đã mai phục ở trong cơ thể của hắn, hoàn thành sự giao hòa của sinh tử, hình thành một sinh tử đại ấn. Sinh tử đại ấn đã hình thành. Từ trong cơ thể thân ảnh mơ hồ kia phát ra tiếng vang ầm kịch liệt. Chỉ thấy hắn trong khi mà thân thể kịch chấn liên tục phun ra một vài ngụm khí tức màu vàng. Thân thể của hắn lập tức bị bắn tung ra. Thậm chí ngay cả tấm màn mờ ảo nối liền với cả thân thể hắn cũng tiêu tan đi một chút. Lộ ra hai mắt tràn ngập sự hoảng sợ cùng với vẻ không thể tin được của hắn. Thân thể của hắn ầm một tiếng trực tiếp bị sinh tử ấn ở bên trong làm nhiễu loạn sinh tử lập tức tan vỡ. Sứ giả của thiên kiếp khiến cho Vương Lâm phải chật vật năm đó, hôm nay ở trước mặt Vương Lâm đã không chịu nổi một đòn. Thiên kiếp sao? Ngươi có tư cách gì mà giáng kiếp nạn xuống ta? Lời nói của Vương Lâm rất bình thản, nhưng truyền khắp bốn phía, còn truyền ra ngoài đám sương mù vạn dặm, truyền vào trong tai đám Tư Đồ Nam cùng với mấy ngàn tu sĩ giới nội. Một câu nói này đủ để khiến cho những tu sĩ giới nội này nhiệt huyết sôi trào. Một câu nói này cực kỳ là cuồng ngạo, nhưng tại giờ phút này cũng không phải một người nào dám có chút nghi ngờ. Một câu nói này của Vương Lâm đã nhịn từ hơn 1000 năm nay. Từ lần đầu tiên thiên kiếp giáng xuống khi hắn vấn đỉnh ở vùng đất yêu linh năm đó, hắn đã nhẫn nhịn. Hôm nay hắn có tư cách để nói câu này. Một chỉ hỏi trời. Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách phạt Vương Lâm ta? Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách cướp đi Lý Mộ Uyển? Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách trừng phạt chúng sinh? Và hỏi trời là ai cho ngươi tư cách để trở thành trời? Tinh không ầm vang, sương mù trăm vạn dặm dường như nổi giận, chuyển động trong phạm vi lớn. Còn có từng trận tiếng gầm rầu rĩ từ bên trong quái khe truyền ra chấn động tâm thần. Theo âm thanh này vang lên kịch liệt, đám sương mù trăm vạn dặm này đột nhiên xoay tròn phát ra tiếng nổ kịch liệt hơn. Theo nó chuyển động, một uy áp của thiên địa khuếch tán mà ra, bao phủ vô tận. Trong khi đám sương mù xoay tròn, bên trong rất nhanh liền xuất hiện vô số thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh này giống như là những hồn phách, sau khi mà xuất hiện liền phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt thì bên trong đám sương mù ở xung quanh Vương Lâm, khắp mọi nơi đều có quỷ ảnh. Những quỷ ảnh này mới đầu chỉ còn mơ hồ, nhưng rất nhanh liền trở nên rõ ràng, hóa thành những người mà Vương Lâm đã rất là quen thuộc.
Trong những người này có cha mẹ hắn, có tứ thúc quán, có Vương Trác, có Trương Hồ, có Liễu Mi, còn có cả Lý Mộ Yên nữa. Có Đằng Lệ, có Đằng Hóa Nguyên, tất cả những người mà Vương Lâm gặp trong đời, cả kẻ kẻ địch, bằng hữu cùng với thân nhân, đều từ bốn phương tám hướng ở bên trong đám sương mù mà hướng về phía Vương Lâm. Thậm chí khi họ lao tới, còn có những tiếng gào thét hoặc là những tiếng gọi dịu dàng tràn ngập ở bên trong đám sương mù nhập vào trong tâm thần của Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc, nhìn về phía những thân ảnh đang ngày càng tới gần mình. Hắn nhìn thấy cha mẹ tóc bạc trắng đang dìu nhau đi, thân thể run rẩy từng bước đi tới. Nhìn thấy vẻ kích động cùng với cả những giọt lệ ở trong mắt. Nhìn thấy cánh tay khô héo đang vươn ra giống như muốn vuốt lên mặt của hắn. Hắn nhìn thấy Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển hai mắt đẫm lệ nhưng mà trên mặt của nàng mang theo một nụ cười ấm áp, lau nước mắt yên lặng mà bước về phía Vương Lâm. Hắn nhìn thấy Liễu Mi. Nhìn thấy ở trong lòng Liễu Mi có một đứa trẻ bị hắc khí bao quanh. Tiếng trẻ con khóc chói tai, từng tiếng xuyên thấu tâm thần. Hắn nhìn thấy rất nhiều, thấy được hết thảy mọi thứ. Cảnh tượng này cực kỳ chân thật. Nó là do thiên kiếp biến ảo ra, rất khó phân biệt được thật giả mà từ tâm mà sinh ra. Tất cả những thứ này còn khiến cho người ta có một cảm giác dường như lúc nào thật giả cũng có thể biến đổi. Thậm chí khiến cho người ta cho rằng hết thảy mọi chuyện đều là giả, nhưng sau khi hủy diệt, có lẽ sẽ lập tức phát hiện ra tất cả mọi thứ vốn là thật. Thứ bị hủy diệt chính là hồn phách cuối cùng của người thân lưu lại trên thế gian này. Vương Lâm càng thêm trầm mặc. Ở xung quanh hắn thì càng ngày càng có nhiều thân ảnh trong những tiếng kêu thảm thiết tiến tới. Từ xa nhìn lại, những thân ảnh này đã bao vây Vương Lâm không ngừng tiếp cận. Vương Lâm than nhẹ, nhìn thật kỹ một lượt những khuôn mặt rất là quen thuộc ở bốn phía. Rồi sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Hắn đã minh ngộ được chân giả bổn nguyên. Hết thảy những chuyện này đối với hắn cũng chỉ như là một hồi cảm khái. Lúc này nhắm hai mắt lại, hết thảy mọi thứ đều là giả. Ngay khi nhắm hai mắt lại, Vương Lâm lại mở mắt ra, tất cả mọi thứ một lần nữa trở thành sự thật. Trong tiếng thở dài, Vương Lâm lại một lần nữa nhắm mắt, giơ tay phải lên vung về phía trước. Giống như là lúc phá vỡ không ngôn vậy, đem tất cả những thân ảnh này, giả cũng được, thật cũng thế, dưới một cái vung tay này, bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, từ nơi nào thì trở về nơi đó. Thiên địa bất nhân, giáng kiếp nạn này xuống Vương Mộ. Nếu như vậy, thì Vương Mộ cũng sẽ làm như thế. Trời cao, hãy mở mắt của ngươi ra mà nhìn. Trong thiên địa này, ngoài Vương Lâm ta, còn có bao nhiêu người hướng lên trời mà kêu gào. Vương Lâm mở hai mắt, giơ tay chỉ bầu trời phát ra một tiếng giống to. Trong tiếng giống này, thần thông do chân giả bổn nguyên của Vương Lâm biến thành, chân giả đạo bất ngờ hiện lên. Trong đám sương mù quần quận bốn phía, dưới một chỉ của Vương Lâm hướng lên bầu trời, đột nhiên xuất hiện những thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh này là do chân giả đạo của Vương Lâm biến thành, nói thật là thật mà nói giả cũng là giả. Trong những thân ảnh kia, có Chu Như ôm con gái hướng lên không trung giống lên một tiếng giận dữ, nước mắt đầm đìa. Trong những thân ảnh kia, có Bạch Phàm tay chỉ lên bầu trời, điên cuồng cười lớn. Trong những thân ảnh kia, có Thanh Thủy sau khi tỉnh lại, khôi phục lại trí nhớ, trong lúc trầm mặc, nhìn trời đã sụp đổ. Trong những thân ảnh kia, còn có Thác Xâm cuồng ngạo đến cực điểm, tức giận quát mắng bầu trời. Trong những thân ảnh kia, còn có rất nhiều, rất nhiều. Và trong những thân ảnh kia, còn có vô số dân chúng trong 700 vạn thiên địa ở Thiểm Đôi Tộc. Vô số tu sĩ gặp phải kiếp nạn tử vong. Còn có Tán Linh Thượng Nhân, sau khi hắn nhận ra được tận cùng của trời, tâm thần thác loạn, hai mắt chảy ra một vẻ điên cuồng. Vô số thân ảnh hiện ra trong chân giả đạo này của Vương Lâm. Bọn họ đều hướng lên trời mà gào thét, hình thành một thiên kiếp đặc biệt. Trời giáng huyễn chân kiếp xuống Vương Lâm, thì Vương Lâm cũng dùng cùng một thủ đoạn như vậy, lấy chân giả đạo hình thành kiếp này, lấy kiếp này để mà đáp lại. Trong những tiếng kêu giận dữ này thì một sức mạnh vô hình xông vào trong cái khe ở trên bầu trời. Những cái khe này thì không có bất kỳ một phản ứng gì cả, tiếng rít gào ở bên trong thì không hề có một chút gián đoạn nào. Vẫn là chưa đủ. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thần thức đột nhiên hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Và trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ Côn Hư tinh vực, dung nhập vào bên trong tu chân tinh, dung nhập vào bên trong linh hồn của từng người, dung nhập vào trong ký của tất cả bọn họ. Từ xưa tới nay, tất cả những người sống trong Côn Hư tinh vực này là phàm nhân hay tiên nhân, khi bọn họ tử vong, khi vận mệnh kết thúc,
trong lúc thê thảm đó, bọn họ sẽ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ hoặc kêu, hoặc là có oán khí uất nghẹn ở trong lòng. Có lẽ không một người nào chứng kiến, hoặc có thể là những người chứng kiến cũng đã chết. Nhưng mà những linh hồn đó thì vẫn tồn tại trên tinh cầu mà bọn họ sinh sống và cũng vẫn còn nhớ rõ. Lúc này đây thì tất cả những linh hồn đó bị thần thức của Vương Lâm cảm nhận, lấy chân giả đạo để biến hóa ra, chuyển thành một sức mạnh mà hướng về phía thiên kiếp ầm ầm bộc phát. Cái khe tượng trưng cho thiên kiếp kia lần đầu tiên run lên một chút, tiếng giết gào bên trong đột nhiên ngừng hẳn. Và cũng cùng lúc đó, ở một hướng khác bên ngoài đám sương mù, chiến lão quỷ kia hai mắt lộ ra một ánh sáng mà trước giờ chưa từng có. Ánh sáng trong mắt của lão còn lộ ra một vẻ tham lam không cần che giấu. Có ba phần khả năng hắn chính là người thứ ba. Chiến lão quỷ liếm liếm môi,